Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị tìm hiểu thông tin giá cả một số mặt hàng nông sản trên thị trường. Giá gia cầm tiếp tục duy trì đà đi ngang, ba mặt hàng gà, vịt và trứng gà ở các tỉnh thành cả nước không có biến động. Mức chênh lệch cũng không quá cao mặc dù ở thời điểm cuối năm. Gà mía 95.000 đồng một ký, gà minh dư từ 53.000 đến 60.000 đồng một ký, gà ri 50.000 đồng một ký và gà nồi là 75.000 đồng một ký. Đối với vịt, giá bán cũng tiếp tục giữ đà đi ngang, dao động từ 32.000 đến 40.000 đồng một ký. Tương tự, giá trứng gia cầm cũng không có bất kỳ thay đổi so với hôm qua, dao động từ 2.000 đến 2.300 đồng một ký. Giá tiêu hiện dao động khoảng 57.500 đến 60.000 đồng một ký, đi ngang so với đầu tuần. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, giá tiêu được thu mua với mức 58.500 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, Đồng Nai, giá tiêu cùng ghi nhận ở mức 57.500 đồng một ký. Trong khi đó, giá tiêu ở tỉnh Bình Phước được thu mua với mức 59.000 đồng một ký. Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu đang ở mức cao nhất cả nước với mức 60.000 đồng một ký. Giá heo hơi trên thị trường cũng tiếp tục đi ngang ở mức thấp. Hiện giá heo hơi bình quân cả nước vẫn đang giữ mức 52.000 đồng một ký. Thị trường heo hơi khu vực miền Bắc không ghi nhận biến động về giá. Heo hơi tiếp tục được thu mua với giá khoảng 52.000 đến 53.000 đồng một ký. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên giao dịch ở mức 51.000 đồng một ký, thấp nhất khu vực. Miền Nam, giá heo hơi giao dịch ở mức 52.000 đồng đến 53.000 đồng một ký. Riêng giá heo của công ty chăn nuôi CP Việt Nam đang giữ mức 57.000 đến 59.000 đồng một ký.